Cô Nguyệt Ca ơi, con em mới vào cấp 1, em muốn cho con chơi nhiều nhưng cũng lo vì xung quanh ai cũng lao đi học tiếng Anh, rồi nhiều trường phái giáo dục khác nhau. Vậy em nên đặt mục tiêu hết lớp 5 thì con cần đạt trình độ như thế nào ạ? Chào các mẹ, hẳn là người mẹ nào cũng băn khoăn một vấn đề, đó là làm sao để con giỏi tiếng Anh trong thời đại hội nhập này mà không phải tốn quá nhiều chi phí đắt đỏ. Bằng kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh 20 năm và làm mẹ một em bé song ngữ 12 tuổi, tôi sẽ chỉ cho các mẹ từng bước để làm được như tôi nhé. Bước đầu tiên trên hành trình đồng hành cùng con giỏi tiếng Anh không tốn mấy đồng, các mẹ cần xác định đích đến. Mục tiêu học tiếng Anh của con là gì? Tôi sẽ tạm chia ra làm 3 kênh và các mẹ thử xem mình đang theo kênh nào nhé. Kênh A, chỉ đi học trung tâm tiếng Anh theo hướng giao tiếp, bỏ ra 2 buổi tương đương với 3 đến 4 giờ mỗi tuần, về nhà không luyện tập gì thêm. Hết lớp 5 thì may ra đạt bậc A2, tức là bậc 2 trên khung đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc. Và hết cấp 2 thì có thể đạt IELTS 4.5 vớt, hết cấp 3 thì đạt tầm 5.5, 6.0 vớt và ra trường thì chắc chắn là không thể cạnh tranh nổi với ai cả. Kênh B, bỏ ra khoảng 30 phút đến 1 giờ mỗi ngày, cày cuốc ở các lớp học thêm nặng về ngữ pháp, về từ vựng, luyện thi vào các lớp chuyên Anh hoặc theo các lớp học luyện thi để lấy các chứng chỉ quốc tế. Ok, hết lớp 5 thì con có thể đạt bậc B1, tức là khoảng bậc 3/6. Và hết cấp 2 thì con có thể đạt được 5.5, 6.0 IELTS, hết cấp 3 có thể đạt 7.0. Nghe thì cũng rất là ổn, nhưng mình đã từng chứng kiến rất nhiều bạn học theo lối để thi cử như thế này. Dù thi đạt chứng chỉ, nhưng mà khi du học nước ngoài vẫn không nghe được bài giảng của giáo sư, vẫn không biết cách ghi chép, không biết được những cái câu đùa ở trong trò chuyện hàng ngày với bạn bè bản xứ, rồi là khó hòa nhập với cuộc sống ở nước ngoài. Và bản chất bên trong thì vẫn gần như 100% là Vietnamese. Kênh C, đó là hết lớp 5, học được các môn học hoàn toàn bằng tiếng Anh như là một em bé người Mỹ. Thậm chí có thể bắt đầu ngay từ lớp 1 như là tôi đã làm với ong nhà tôi. Và chỉ cần cho con có thời gian tiếp xúc với tiếng Anh từ 2 đến 3 giờ. Hết lớp 9 con có thể đạt được 7.0, 8.0 IELTS dễ dàng. Và vào được Đại học Mỹ bằng học bổng rất là xịn, ra trường trở thành một công dân toàn cầu có thể làm việc ở bất kỳ đâu. Vậy thì các mẹ đang theo kênh nào? A hay B hay C? Để hiểu rõ hơn từng con đường, từng lộ trình cần đi, cũng như là đang ở A hay B mà bạn muốn sang C, thì hãy theo dõi tiếp các video tiếp theo của tôi tại kênh Nguyệt Ca Mẹ Ong này nhé!